luôn. Các tiểu trại và các bạn thân mến, bạn đầu tiên của mỗi một tiểu trại hãy đón nhận ngọn lửa từ tay của cô, ngọn lửa của niềm tin. Cô sẽ bắt đầu trao cho bạn đầu tiên, để rồi từ các bạn đó chúng ta sẽ lần lượt truyền trao cho những ngọn đuốc ở trong khu vực tiểu trại của mình. Và các bạn đang thấy hình ảnh mà cô đang cùng di chuyển để mang đến đây ngọn lửa truyền thống. Có thể rằng mỗi một thành viên, mỗi một cá nhân trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, nhưng bên trong đó tất cả những nỗi sợ này đều có thể tan biến đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi và chỉ khi trong lòng bạn có niềm tin. Và ngày hôm nay ngọn lửa ấy là một ngọn lửa của niềm tin, niềm tin mà tất cả quý thầy cô gửi gắm vào cho tất cả các bạn học sinh của phổ thông năng khiếu, gửi gắm vào với tinh thần sức trẻ và trí tuệ của các bạn. Ngọn lửa ấy đã khai sáng tất cả những ngọn đuốc mà chúng ta đang chưa được thắp lên, cũng giống như tất cả quý thầy cô dùng chính tri thức, trải nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm của mình để cùng truyền trao cho tất cả những đứa học trò của mình. Các bạn thân mến, ngày hôm nay trong một không khí ý nghĩa này, chúng ta nên cùng nhau lan tỏa đến với 20 tỷ trại những ngọn đuốc, và ở trên đó ngọn đuốc này đã được thắp sáng bởi tình yêu thương, với niềm tin, bằng tri thức của tất cả quý thầy cô của phổ thông năng khiếu dành cho tất cả các bạn học sinh của mình. Chúng tôi tin rằng mỗi một bạn ở đây đang vào thời điểm này, các bạn đang cảm nhận rõ ràng một cách trọn vẹn nhất niềm tin ấy, khát khao của sự chiến thắng. Và chúng tôi tin rằng các bạn là những bạn, nếu là học sinh lớp 10 vừa gia nhập vào mái trường của phổ thông năng khiếu, nếu bạn là lớp 11 đã có một năm vừa trôi qua, và nếu bạn là lớp 12 chỉ còn tính thời gian không dài nữa để cùng chia tay mái trường này, thì giờ đây hãy để cho ngọn lửa giống như bài hát cuối cùng của The Ely: nếu đã là năng khiếu thì mãi mãi sẽ là năng khiếu. Và ngọn lửa này, ngọn lửa của tình yêu, tình thương, niềm tin, khát khao chiến thắng và chinh phục tất cả mọi đỉnh cao của tất cả các bạn học sinh của phổ thông năng khiếu đang được cùng nhau di chuyển về khu vực sân khấu trung tâm. Hãy cùng ở đây một nghi thức thắp lên ngọn lửa này, hãy cùng với chúng tôi với 100 bạn học sinh đại diện cho hơn 1.000 bạn học sinh của phổ thông năng khiếu đang có mặt ở đây ngày hôm nay cùng tham gia vào
lượng của chúng ta sẵn sàng thắp lên ngọn lửa dành cho tất cả các anh chị và tất cả các bạn của mình. Hãy cùng với chúng tôi hướng về khu vực sân khấu. Chúng ta sẵn sàng cho một giây phút quay thầm nhất mỹ để diễn cho buổi tối ngày hôm nay. Thắp lên ngọn lửa truyền thống của phổ thông thanh thiếu ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Một trăm bộ nút đằng sau, hãy đưa cao bộ nút của mình lên nào. Và xin trân trọng kính mời cô giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai sẽ cùng tiến lên khu vực này nữa. Thắp lên ngọn lửa truyền thống của phổ thông thanh thiếu ngày hôm nay. Cùng đến nha. Và tất cả các bạn còn lại ơi, hãy cùng với chúng tôi kết thành một vòng tròn sẵn sàng.